Bánh này ngon nhỉ, mai mua tiếp nhỉ, mua ngon quá. Bánh là bao nhiêu? Bò nhỉ, mai mua tiếp nhỉ. Ok. Ủa, ai thế em? Hai đứa. Ai thế em? Em không biết. Hôm nay là ai? Anh kia, đưa anh đi. Tiền đây. Liệu hồn đó nha. Đang yên đang lành, lỡ được bánh của hai đứa. Người kia mà trả bánh với lại ví cho người ta. Mày là ai? Siêu nhân người nhện à? Lần sau người có dám lấy đồ của người ta được không?